biết ủa sao nó đột chỗ này sao nó ra cái đường tháp nó ủi trước nó ủi sau cái nó bước ra chết tiệt. Cho nên xe nó tháp là rồi đi lúc đó đi chơi với một người bạn bên Đức đó thế thì rồi xe Đức chứ mấy người bên Đức xe Đức là đẹp lắm. Họ tới biên giới cái là họ mượn cái xe cũ cũ qua Pháp chứ không mà qua nó là ủi lát con nói mày sợ Pháp nó nói sao biết không nó nếu mày từ hư xe rồi để xe nhà đã không thì đúng tới biên giới này thôi bạn cái gì nó về nó đi thôi chắc có gì rồi nó đậu xe rồi mình ông thành cái luật bất thành văn á. Qua mặt một cái là đi cách chứ đốt mắt là đi cách mình cả cây số rồi.